Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi những thông tin tài chính mà chúng tôi vừa cập nhật trong bản tin tài chính sáng nay. Hôm nay 15 tháng 7, vì thị trường gần như chắc chắn về động thái cắt giảm lãi suất của Fed có thể đẩy giá vàng lên cao hơn hàng trăm USD so với mốc kỷ lục trước đó. Trong nước, thị trường vàng cơ bản ổn định so với phiên sáng qua. Thị trường vàng trong nước ổn định với giá vàng miếng và giá vàng nhẫn giữ nguyên so với dạng sáng qua. Hiện tại, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn của các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Ngân hàng Agribank BdV, Vietcombank và Vietinbank tiếp tục bán vàng miếng ở mức 76,98 triệu đồng một lượng. Vàng miếng các thương hiệu tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ở mức 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn, tập đoàn vàng bạc đá quý Đồ Dì và công ty vàng bạc P&G niêm yết giá mua ở mức 74,98 triệu đồng một lượng. Riêng vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SCC mua vào cao hơn 520.000 đồng. Giá vàng nhẫn SJC 4 số 9 niêm yết ở mức 75,15 triệu đồng một lượng mua vào và 76,65 triệu đồng một lượng bán ra. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 4 số 9 tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ở mức 75,9 và 77,15 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Vàng nhẫn PNG đang mua vào ở mức 75,15 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 76,6 triệu đồng một lượng. Giá nhẫn tròn trơn của Tín Minh Châu neo lần lượt 75,68 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Phú quý SJC thu mua vàng nhẫn với giá 75,75 ,75 triệu đồng một lượng và bán ra với mức 77,15 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới có xu hướng tăng với vàng giao ngày tăng 3,3 USD so với mức chốt phiên tuần trước lên 2.413,9 USD một Thị trường kim loại quý thế giới sẽ đón nhận một số báo cáo kinh tế quan trọng cùng phát biểu của quan chức cùng dự trữ Liên bang Mỹ Phép trong tuần tới. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo sẽ không có nhiều thay đổi về kỳ vọng của thị trường vào các đợt cắt giảm lãi suất của Fed và điều đó sẽ đẩy giá vàng lên cao. Trong tuần trước, bước vào tuần giao dịch mới, vàng đã chịu áp lực và giảm 36,6 USD khi thị trường đón nhận thông tin ngân hàng trung ương Trung Quốc đã hạn chế bổ sung vàng trong tháng thứ hai liên tiếp. Trong hầu hết các phiên giao dịch tiếp theo, giá duy trì trong phạm vi tương đối hẹp là 15 USD. Kim loại quý này đã kiểm tra lại mốc 2.350 USD một lần nữa vào thứ Ba trước khi đảo chiều sau phiên điều trần trước quốc hội của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Quan điểm được đánh giá là khá ôn hòa, đã thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường vàng. Vàng tiếp tục đà tăng và bứt phá lên trên 2.400 USD một vào thứ Năm như kỳ vọng Fed sẽ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ tăng lên sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 được công bố. Tuy nhiên, vàng không thể duy trì được đà tăng và quay đầu giảm nhẹ do chịu áp lực bán cùng dữ liệu chỉ số giá sản xuất tăng. Kết thu tuần, vàng vẫn giữ được mốc 2.400 USD và ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Alex Kapstikiewicz của Apex Pro cho rằng, việc vàng vẫn giữ được mốc 2.400 USD là tín hiệu tốt đối với vàng. Kavstikhevich cho rằng vàng đã kết thúc giai đoạn củng cố đã kéo dài trong thời gian dài và dự báo kim loại quý này có thể đạt mức cao kỷ lục mới cao hơn hàng trăm USD so với mức trước đó với mốc kháng cự là 2.850 USD. Ông nói rằng hiện tại các tín hiệu cho thấy khả năng lãi suất sắp được cắt giảm ngày càng rõ ràng hơn. Điều đó giải thích tại sao chỉ một báo cáo cho thấy lạm phát giảm đã có thể đẩy vàng lên trên mốc 2.400 USD. Trước đó vào tháng 4, giá tăng trên mốc này chỉ trong vài giờ. Trong tháng 5, giá chỉ giữ mốc này được nhiều nhất 3 ngày trước khi đảo chiều lao dốc xuống dưới 2.300 USD Lý do là giới đầu tư vẫn chưa chắc chắn về đường hướng chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Nhiều ý kiến khác cho rằng những lo ngại bất ổn trước và sau bầu cử tại nhiều quốc gia trên thế giới sẽ hỗ trợ đà tăng của vàng, đẩy giá kim loại quý này lên các mốc quy lục mới. Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia đều lạc quan về vàng, một số ý kiến cho rằng thông tin nhu cầu vàng của Trung Quốc sẽ giảm, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong thời gian tới. Bởi trong những năm qua, nhu cầu từ Trung Quốc là một trong những đòn bẩy chính đẩy giá vàng lên cao. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.413,9 USD tương đương gần 74 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế phí, tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 2,9 triệu đồng một lượng. Chỉ số DXY và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm tuần thứ hai liên tiếp. Sự sụt giảm của tuần trước là hệ quả của việc công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ vào ngày 11 tháng 7. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ đã tăng 2,98% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6. Con số này đã giảm so với mức 3,25% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5. Trong khi đó, CPI cơ bản tăng 3,28% trong tháng 6, giảm so với mức tăng 3,41% trong tháng 5. Chỉ số lạm phát hạ nhiệt đã củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đã tăng lên 90% sau khi dữ liệu lạm phát được công bố tăng mạnh so với mức 7,5% vào tuần trước. Chỉ số DXY đang ở ngay trên mức hỗ trợ quan trọng là 104. Nếu nó hồi phục trở lại từ mức hỗ trợ này thì khả năng điều chỉnh tăng lên 104,5 là có thể xảy ra. Nhưng xét đến mức giảm mạnh trong hai tuần qua, xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong ngắn hạn. Triển vọng rộng hơn là tiêu cực, vì vậy thị trường dự đoán chỉ số DXY sẽ phá vỡ mức 104, thậm chí giảm xuống mức 103. Việc phá vỡ dưới mức 103 có thể kéo chỉ số này xuống mức 102. Việc giảm xuống mức 103 đến 102 này có thể xảy ra từ mức hiện tại hoặc sau mức tăng ngắn hạn lên 104,5. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm của Mỹ có mức hỗ trợ quan trọng ở mức 4,13%. Việc phá vỡ dưới mức này có thể khiến lợi suất giảm xuống 4% trong ngắn hạn. Hành động giá sau đó sẽ cần được theo dõi chặt chẽ. Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 15 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.248 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 23.400 đồng và 25.450 đồng tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào bán ra như sau. Vietcombank mua vào 25.210 đồng, bán ra 25.460 đồng. Vietinbank mua vào 25.234 đồng, bán ra 25.460 đồng. BIDV mua vào 25.240 đồng, bán ra 25.460 đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin tài chính sáng nay của Báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.